sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo để mà hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh á, thì không biết là cái cách sử dụng như thế nào để mình có lợi cho cái sự hấp thu chất dinh dưỡng cũng như là chăm sóc sức khỏe, thưa bà Nguyễn Thị Hồng? Vâng, cách sử dụng đông trùng hạ thảo thì nó có khá nhiều cách. Yeah. Như các dược sĩ thì hay nói là một là chiết xuất bằng cồn, hai là chiết xuất bằng nước. Yeah. Thì chiết xuất bằng cồn là gì? Ta ngâm rượu. Thứ hai, chiết xuất bằng nước thì một là hãm nước, nấu canh, pha các cái món ăn như vậy. Thế nhưng mà theo tôi, với góc độ là một người nghiên cứu, thì nhất là tôi thấy chiết xuất bằng nước ở 100 độ C thì trong vòng 4 đến 5 giờ đồng hồ là chiết xuất toàn bộ các hoạt chất ra bên ngoài. Tại vì sao là mình phải chiết xuất ra bên ngoài? Là bởi vì như này, nếu mình dùng thời gian nó quá chiết xuất mà thời gian ngắn thì cái hoạt chất nó vẫn nằm bên trong, và cái các thành phần chính nó lại hay nằm ở trong cái bào tử nấm đông trùng. Chứ nó không phải nằm ở cái mô thịt. Đấy. Thế thì khi mà mình chiết xuất ra toàn bộ thì cái cơ thể mình mới hấp thụ được. Còn nếu như mà mình vẫn còn nằm ở trong bào tử thì nó vào đến cơ thể mình nó không hấp thụ được, nó lại chảy ra ngoài, tức là nó chạy ra ngoài các đường đại tiện. Thế thì tốt nhất là theo tôi, nếu mà đã chiết xuất, đều là đã chiết hãm nước, đã chiết xuất bằng nước, tức là hãm nước, thì mình nên hãm khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ, hoặc nếu như có áp suất ở 105 độ thì mình nên chiết xuất khoảng 30 đến 50 phút. Đấy là thời gian tối nhất để có thể chiết xuất toàn bộ các hoạt chất ra bên ngoài. Thì ngoài ra thì các anh để bổ thận, các anh thường hay ngâm rượu. Cách nữa là có thể ngâm với mật ong. Ngâm mật ong thì thường phù hợp với những cái người mà người ta đang bị hen phế quản mãn tính này, viêm phế quản mãn tính hoặc liên quan đến phổi, thì nên ngâm mật ong. Rất là cảm ơn những thông tin vừa rồi từ lương y Nguyễn Công Đức, là nguyên giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là bà Nguyễn Thị Hồng là giám đốc công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, đã đem đến cho các thính giả. Và thời lượng dành cho chương trình Sức Khỏe Vàng cho Người Việt ngày hôm nay đã không cần nữa. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH phối hợp cùng công ty cổ phần quảng cáo Radio Việt Nam thực hiện. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chương trình này.